Con bé kia, mày đi thay cái bộ đồ đó đi. Nghĩ làm sao mà hả quay chung với tao bận bộ đồ nổi dữ vậy? Ủa mà em nè, anh thấy hả, đồ con bé này nó mặc được rồi mà, đâu có yêu cầu gì đặc biệt đâu, thay làm chi cho mất thời gian. Tôi không thích. Quy định của tôi là trong khung hình không ai được bận đồ nổi hơn tôi hết, nghe chưa? Rồi anh hiểu, anh hiểu rồi. À em ơi em, thôi mấy giờ phiền em vô thay đồ giùm anh cái nha. Ừ, ok, cảm ơn em, cảm ơn em. Tao vừa mới nói xong, hên là mày không vô khung hình á, không thôi là tao giết mày rồi. Bận cái đồ gì mà. Anh nói gì đó. Rồi đưa cho tôi cái gì đây? Rồi cái ly này ai diễn? Ê, cái ly thi gớm. Rồi. Rồi ai diễn với cái ly đó? Mày đưa cái ly xấu như vậy làm sao mà quay được? Rồi thằng này làm việc được không vậy? Cảm thấy làm được đuổi nha. Nhưng mà cái ly này là cái ly rất to nãy, cảnh quay trước mình cũng xài mà chị. À đúng rồi em. À em không mấy à, em đổi lại giùm anh cái ly nước khác đi. Thôi mà lẹ đi, nhưng mà gì nữa, nói thì nghe đi. Thiết kế như cha như mẹ người ta. Em thông cảm, bé đó nó mới vô cho nên nó chưa kinh nghiệm nhiều. Rồi mấy chút đâu, ra dặm mặt cho chị trong thời gian đổi ly nhanh lên. Lại dặm giùm cái mặt cho chị giùm anh cái đi, cái mặt của chị bị bóng dầu á nè, không có thời gian, nhanh lên. Làm kiểu này không mà trễ nha, sắc lắm luôn á. Em dặm cái mặt cho chị nè, em dặm nè. Dặm gì dặm, mày dặm một hồi á mà ngày hôm nay tao quay sao không xong kịp mà trễ tiến độ hả? Là tao là tao cho cái chuối này vô mặt mày luôn á đó mà dặm. Dặm ơi, chị thông cảm đi, cái ly nước đó làm sao mà đổi được chị? Xuất sắc. Tao nói là đổi đi. Đi về rồi nói rồi lên màu rồi làm sao chỉnh hình gì đó là làm sao thì làm, tao không biết. Dạ yên tâm, cái này á anh về á anh giải quyết được, mấy cái này xử lý dễ lắm, hiểu không? Cứ đổi cho anh đi, không sao đâu. Chị diễn viên chính nói cái gì á là mình phải nghe, em hiểu không? Không có trả lời. Trời, để em dặm mặt cho nè. Dặm. Trời ơi. Rồi xong chưa? Diễn viên nam chính ra chưa vậy? Rồi máy móc rồi xong chưa? Âm thanh chuẩn bị. Âm thanh máy móc chuẩn bị sẵn sàng rồi. 3, 2. Rồi từ từ. Make up đi ra chỗ. Make up ơi, xong chưa vậy? Xong rồi. Làm ăn vậy chết anh rồi. Bả làm như bả nhân vật chính. Thằng ai tuyển nó vô vậy? Ông á. Lỗi tôi. Đúng rồi. Rồi để kịch bản nó diễn luôn hay vậy? Make up ra lấy giùm đi em. Trời ơi. Nuôi em ăn mập thai rồi em làm giùm chị cái đi, cái đâu làm giùm anh cái đi. Bị liệu luôn rồi nè. Em nè. Cái cảnh tiếp theo này á là một cái cảnh á là em phải quyết định trả thù. Nhưng mà trước khi á em đưa ra cái quyết định trả thù này á là anh cần em phải diễn một cái nét rất là đau khổ cho anh. Em lấy từ bên trong của mình á, em hiểu không? Em lấy từ bên trong lên để em làm cho nó đau khổ. Rồi sau đó em bắt đầu mới chấn tĩnh mình lại, chấn tĩnh. Em mới quyết đoán. Anh nói vậy em hiểu không? À, không hiểu thì anh nói lại vậy nè. Cái cảnh này á nói em... nữa bỏ dài à, rồi anh không nói nữa, lỗi anh. Ok, máy thông chưa? Máy âm thanh thông chưa? 3, 2, 1 diễn. Cắt. Rồi bé Tuấn, mày đứng mày chơi với cho mập thay vậy? Đoàn phim nuôi mày ăn mập thay mày không biết gì hay? Dặm mặt như vậy đi. Ôi chị diễn xuất sắc nha. Tao chưa diễn gì hết mà. Thì đó, người ta nói diễn như không diễn mà. Trời ơi, xuất sắc luôn á, chị không diễn như nhưng diễn mà phải lố lằn. Thì đúng rồi. Ủa em, người ta nói là diễn như không diễn. Em diễn cái gì ngộ vậy? Nãy giờ chưa diễn gì hết mà. Mà anh thấy em diễn cái gì kỳ vậy? Chưa có diễn, tôi đi qua đi lại cho nước mắt rớt mà chưa rớt. Diễn cảnh đau khổ không có được đây nè. Rồi. À, thì lẹ đi, trời ơi nước mắt ra rồi nè, đi rồi, ra rồi, đi rồi, quay lẹ quay lẹ quay lẹ lên phải xong chưa? Rồi âm thanh quay phim xong chưa? Âm thanh đâu mấy đứa đang lỗi cho em 2 phút thôi, cho em 2 phút thôi anh ơi. Rồi em ơi, em đợi xíu nha, âm thanh nó đang trục chặt chút xíu. Lẹ em ơi, mày đợi nước mắt chị khô luôn rồi mày bấm máy làm cái giống gì nữa? Có cái thằng âm thanh làm gì cũng không xong nữa. Đoàn phim gì mà từ thiết kế tới âm thanh không ai làm được gì hết á. Xong rồi chị ơi. Âm thanh xong rồi, thôi bây giờ mình diễn nha em. Rồi chuẩn bị. Thôi bây giờ nè. Bây giờ quay toàn đi, đừng có quay cận nữa. Bây giờ cảnh này là không có khóc.
cho nên là khỏi cần đặc tả gì hết nha, quay toàn được rồi, không có nước mắt đâu mà quay cận. À, em ơi em, nhưng mà em phải biết là cái cảnh này là nó quan trọng cái cặp mắt của em lắm. Cái cặp mắt bắt vô một cái là phải thấy giọt nước mắt của em, người ta mới biết đó là đau khổ, em hiểu không? Anh hỏi thằng âm thanh của anh á. Bây giờ anh đổi thằng âm thanh đi, anh đuổi nó đi, kiếm thằng khác rồi tôi khóc cho anh coi. Chết anh rồi, em diễn kiểu vậy. Âm thanh mày làm vậy là chết tao rồi thiệt á. Rồi bây giờ nha, mình tiếp tục, mình không có quay cận nữa. Nam chính chuẩn bị nha em. Nam chính là mình sẽ đi thẳng vào trong cái khung hình luôn nha. Ok, nghe anh nói diễn là đi vô nha. Rồi chuẩn bị, âm thanh máy móc không chưa? 3, 2, 1, diễn. Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao anh dám? Anh xin lỗi, những thái độ của em phải trả giá. Anh bị ngu hay sao mà tôi nói anh không hiểu? Tôi không có thoại, tại sao anh dám mặc cái áo này? Thôi, đạo diễn ơi, đạo diễn. Ủa? Ủa, nó diễn, nó diễn không? Cắt! Trời ơi, ủa bây giờ tụi em diễn rồi hả? Anh nghĩ sao vậy, anh nhìn đi. Tại sao anh dám mặc cái áo này? Cái áo này á, là... Làm chọn sao? Trước rồi, may cho... Đứa nào chọn? Ông chọn. Ừ, tôi chọn hả? Chọn anh nào? Phùng Giang, đổi áo cho diễn viên chính. Em ơi em, không ấy em ra em đổi áo giùm anh cái nha. Nha, ok. Thiệt tình á. Em ơi, cái này là lỗi của anh. Rồi, âm thanh ánh sáng xong chưa? Rồi rồi, diễn viên chính vô vị trí nha em. Rồi bây giờ, chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Anh xin lỗi, những thái độ của em như vậy là phải trả giá. Anh nhìn nè, mặc một cái áo mà không có tông sợi tông gì hết sao mà diễn cặp? Kêu nó đi vô thay đồ đi. Rồi anh, ơi, cắt cho tôi, cắt, diễn cái gì mà cắt hoài vậy? Thiệt, ơi, đoàn phim này mà cắt hoài làm sao mà kịp tiến độ? Bây giờ tôi không biết, kêu cái thằng này đi vô trong thay đồ đi. Nè cô kia, cô nói ai là thằng này thằng nọ? Tao nói mày đó, thằng vô danh. Trong cái đoàn này không có tên tuổi gì hết mà lên mặt hả? Em phải bình tĩnh đúng không? Chị đi vô thay đồ. Hơi khó chịu. Hỏi tên được, tôi đi vô tôi thay đồ luôn. Em phòng thay đồ bên này. Thằng bé nó quýu quá, nó đi dùm lum luôn rồi. Dạ, lỗi em. Dạ. Một lần nữa là tôi bỏ ra đó nha. Dạ. Chuẩn bị, máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Anh xin lỗi, cái gì thái độ của em ngày hôm nay, em phải trả giá. Thôi cắt đi, không quay nữa, hết hứng thú rồi, không quay nữa. Nay đi về quay nhiêu đó thôi. Giờ này không quay gì nữa hết á. Cắt. Tại sao không quay nữa chị? Không thích, mệt rồi đi về nghỉ. Ngồi được từ trưa tới giờ nắng nôi muốn chết. Gặp cái thằng này nữa, diễn không có hả, hứng thú gì hết á. Cô nói ai là thằng này thằng nọ? Hồi nãy tao mới chửi mày câu đó xong rồi mày kêu tao nói lại hay sao? Cô suy nghĩ lại đi, cô chắc gì đã lớn tuổi hơn tôi. Tao không có lớn tuổi hơn mày, nhưng mà tên tuổi tao lớn hơn mày. Nghĩ, thôi. Bây giờ chị Hân chị không có chịu quay cận mà vậy sao mà dựng được. Bây giờ hả, anh ra năn nỉ bả đi, không thôi đổi diễn viên đi chứ vậy là chết rồi. Ơi, đổi được là anh đổi từ lâu rồi em. Trời ơi là trời.
Chào đạo diễn. Chị, mời chị ngồi. Rồi đâu. Sao vậy? Gì mà ngầu dữ vậy em? Thiệt á, bé diễn viên chính nó hành em cả ngày hôm nay vậy. Được á, em đổ nó luôn rồi. Diễn viên chính, công ty của chị tài trợ lần ký hợp đồng đại diện thương hiệu với bé đó mà. Nhưng mà nó vô nó quậy cả ngày hôm nay á chị. Chị, không ấy nếu được á, chị vô chị thế vai nói giùm em đi. Khi em nhức đầu quá. Anh ơi, em chào chị. Anh ơi, bà Hân. Sao? Bà mới gây sự với chị My. Nữa hả? Bà diễn xong rồi hả? Áo chị My tuột vậy nè. Ý gì? Tuột vậy đó. Rồi cái bà còn nói chị My á hả, là làm gì để gạ tình anh rồi, rồi lấy tình đổi vai rồi hả? Bây giờ chị My chỉ giận với chị đi về rồi. Giờ sao anh? Chết cha. Anh lo là đúng rồi đó, chết thiệt rồi đó. Không phải, anh không lo chuyện này. Chết lo chuyện gì? Sao biết anh là đổi tình lấy vai ai vậy ta? Trời, anh đổi tình. Không có. Anh giỡn cho con Ký nó thoải mái chút xíu thôi. Thì giờ sao anh? Không mấy bây giờ vậy nè. Em ra em thay mặt cho đoàn phim. Em nhắn với chị My á là xin lỗi chị một tiếng. Rồi á, mọi chuyện á cứ để giải quyết sau. Còn bây giờ ớt gì mà ra quay tiếp nè. Mà diễn viên đâu quay? Có rồi. Ai anh? Xíu thì biết. Em à, cái cảnh này á là em sẽ gặp bồ nhí của chồng em, và sau đó là có sự xuất hiện của chồng em nữa. Cho nên em phải điềm tĩnh lại. Mặc dù á là em bị có con bồ nhí đó, nó chọc tức điên em lên, nhưng mà em cũng không có được tát nó, em hiểu không? Và cái kết á là em và con bồ nhí đó, hai đứa sẽ bắt tay lại với nhau. Anh nói vậy em hiểu chưa? Biết rồi. Nhưng mà diễn viên về rồi thì diễn cái gì? Cái đó em yên tâm, anh đã có rồi. Quyết định vậy nha. Diễn sao coi cho được à. Diễn không được là tao xé áo luôn, chứ không phải là hả giặt ra sơ sơ như hồi nãy đâu. Là nãy chị cố ý hả, chứ không phải nó không biết đồng diễn. Nhiều chuyện quá. Rồi em mời chị. Đây sẽ là vị trí của chị. Xíu nữa chị sẽ diễn ở đây. Còn kịch bản nãy giờ em nhờ thư ký bên ngoài. À rồi, dạ, chị nắm hết được chưa? Nè, bạn này đọc thoại rồi thì chị sẽ thoại giống như trong kịch bản. Dạ, rồi. Chị ngồi đây đó, chị ngồi đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn bây giờ chị diễn thôi. Còn bây giờ chị cứ đi qua một góc bên này cho em. Một xíu nữa chị sẽ đi từ góc bên này vào. Ok. Wow, đẹp quá. Nè mày đổi gu. Không phải cái đồng đẹp đó em, mà cái đồng nó lộn vậy. Ồ, đẹp quá. Chưa biết. Mà nhỏ đó là ai vậy? Bộ ông đạo diễn hả? Rồi xong chưa? Chuẩn bị nha. 3 2 nữa. Cái con make up không bao giờ nhớ là đeo cái kịch bản ra. Con make up này vụng về quá đi à. 3 2 1 diễn. Alo. Mà thôi cắt đi. Sao cắt nữa? Sao vậy em? Anh đạo diễn, anh nhìn nè. Bộ đồ em nhăn nheo vậy sao em diễn được? Bây giờ mọi người đợi em đi nha. Em đi ra em ủi bộ đồ rồi em vô em diễn tiếp nha. Em thấy đâu có nhăn đâu. Trung ơi. Thông cảm cho chị nha, chị chỉ có một tiếng ở đây thôi à. Chị bây giờ phải làm sao đây? Em à, không thấy em ráng em giúp đèn phim cái được không? Chứ anh thấy cái bộ đồ này lên hình nó vẫn rất là thẳng. Bây giờ em không có chịu đâu. Anh nhìn nè, em là ngôi sao nổi tiếng mà anh để em mặc bộ đồ nhăn nheo vậy lên tivi, mất hình tượng em hết. Mọi người đợi em đi. Em thông cảm đi, đồ em rất là đẹp. Với lại mình đẹp cách mấy mà không chuyên nghiệp thì cũng kỳ lắm đúng không em? Mày tưởng mày là ai? Em biết đó là ai không? Không có sao đâu. Chị xin lỗi em, chị chỉ là diễn viên quần chúng bình thường thôi, nhưng mà tại vì mọi người rất là gấp cho nên nhờ chị vô diễn giùm. Cho nên em cố gắng giúp chị nhanh nha. Chị biết em chuyên nghiệp mà. Quay đi. Rồi, ok. Rồi, âm thanh ánh sáng xong hết chưa? Xong rồi. Rồi, ok, chuẩn bị. Máy chạy. Diễn. Alo. Chị có chắc được đi một mình không? Tôi đang ngồi ở đây một mình. Cô tới chưa?
em tới đây để làm gì? Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Chị muốn hợp tác để trả thù anh ta đúng không? Đừng nghĩ gì nhiều hết. Sau chị là tôi, và sau lưng tôi là rất nhiều những con đàn bà. Tôi đồng ý hợp tác với chị. Kế hoạch của chị là gì? Tốt hết. Xong rồi, cắt! Mày vừa cầm tao hả? Đâu có chết rồi, cầm tao. Cô mày, chết. Mày làm cái gì vậy? Cái con đi này. Em à, cái gì cũng phải bình tĩnh lại em. Tự nhiên cái em sổ xài em quýnh. Trời ơi, chị ơi, sao chị quýnh cái áo ngực của em? Chị ơi, em xin lỗi chị nha. Hồi nãy là tại vì em dĩ nhập tâm quá. Chị cũng biết là em chuyên nghiệp mà đúng không? Cho nên là em không lý, em xin lỗi chị nha. Chị xin lỗi em nha. Chị xin lỗi em, chị cũng nhập tâm quá hả? Chị nhập vai mà chị không nhảy được vai luôn vậy đó. Anh thấy chưa? Nó đi vô trong cái phim trường này, nó làm loạn cái phim trường này. Bây giờ anh muốn cái gì? Bây giờ anh có đuổi nó đi không? Nếu như mà anh không đuổi nó đi, tôi quậy banh cái chỗ này cho anh coi. Nhưng mà anh thấy rõ ràng em là người ra tay trước mà. Cái gì? Ý anh là tôi sai hả? Ý anh không được biết. Rồi, không cần phải nói nữa. Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết tôi là ai không mà anh để cho một đứa quần chúng dắt mũi chưa sạch vô đây sỉ nhục tôi? Được rồi, tôi sẽ kêu giám đốc sản xuất cắt hợp đồng với mấy người. Bạn gái của giám đốc sản xuất vừa nói. Giám đốc sản xuất Tùng đúng không? Kiểm tra giùm tôi coi đây có phải số điện thoại của người yêu cô không? Em anh Tùng hả? Đi. Em Quanh hả anh? Dạ. Hôm nay em tới phim trường thăm mọi người. Dạ em đề nghị là đổi diễn viên nữ chính của bộ phim đi anh. Cô ta không đủ khả năng thể hiện vai diễn này đâu. Khả năng gì đạo đức. Còn hợp đồng tài trợ độc quyền thương hiệu của thương hiệu em thì em nghĩ em cũng cắt luôn đi. Cái hợp đồng hôm bữa chính anh tới năn nỉ em ký với cô ta đó. Bao nhiêu tổn thất em chịu. Còn nếu anh không đồng ý á, thì em sẽ cắt toàn bộ tiền tài trợ cho bộ phim này. Anh tìm nhà tài trợ khác đi. Cô định hù tôi hả? Cô tưởng cô là ai? Chào chị. Chào ông. Nãy giờ em gặp chị không dám ra chào sợ chị la. Không có gì đâu. Chị tới đây cũng xem mọi người quay, cũng sẵn tiện hỏi đạo diễn coi là em diễn như thế nào. Mà anh nói là em diễn rất là tốt. Cố lên nha em. Em cảm ơn. Em còn phải cố gắng nhiều nữa. Em cảm ơn chủ tịch. Thằng bé này thì khỏi nói rồi, nó chuyên nghiệp lắm. Em nhớ ra rồi. Chị này là chủ tịch tập đoàn Phó Văn, nhà tài trợ chính cho phim của mình nè. Trời ơi, nay chị đẹp quá. Mọi người ơi, kiểm tra điện thoại cho lên. Quyết định từ công ty sản xuất tạm off đoàn hôm nay để lên kế hoạch tìm diễn viên thay thế nữ chính. Yeah! Bắt tay thôi, bắt tay thôi. Cô gái à, chị xin lỗi nha. Chị lỡ làm chủ tịch rồi biết làm sao giờ. Chúc em may mắn lần sau. Chị. Đúng rồi em. Cái này là cái rắc co nãy mà em. Tại sao anh dám? Make up làm luôn cho anh nhanh lên. Âm thanh mày làm vậy là chết tao rồi thiệt á. Rồi xong. Rồi Nam Chính ơi. Không quay cái lù này nhức não rồi. Rồi cắt mày. Okay. Cắt mày, cắt. Cắt mày. Làm tôi bực mình một lần nữa là tôi bỏ dai đó. Rồi anh biết rồi. Lỗi anh rồi. Cắt. Xong. Ông lấy nó cứ hành động đấy là đi rồi. Quay. Wow. Ai đó được rồi. Tao diễn đúng rồi mà.